Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, theo sự thống nhất giữa hai bên, kỳ họp lần thứ 6 Ủy ban Hỗn hợp về Kinh tế và Thương mại Việt Nam-New Zealand GTEC đã được tổ chức. Tại kỳ họp, Thứ trưởng Bộ Công thương Việt Nam Trần Quốc Khánh và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand Vangelis Vitalis cùng các đơn vị liên quan đã trao đổi, thảo luận những mối quan tâm và ưu tiên hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại. Trong một số lĩnh vực cụ thể, phía Việt Nam đề nghị New Zealand tiếp tục hỗ trợ các địa phương của Việt Nam phát triển các chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp đối với các mặt hàng trái cây xuất khẩu, hỗ trợ xây dựng thương hiệu, phát triển các hệ thống truy xuất nguồn gốc xuất xứ, chuyển giao công nghệ trong sản xuất, chế biến nông nghiệp, thủy sản, nâng cao năng lực trong các lĩnh vực như nông nghiệp, an toàn thực phẩm, hàng không, ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu, chính phủ điện tử. Phía New Zealand cũng đề nghị Việt Nam tạo thuận lợi cho các hoạt động đầu tư của doanh nghiệp New Zealand trong lĩnh vực giáo dục, du lịch, tạo thuận lợi cho hợp tác an toàn thực phẩm giữa hai nước. Thank you.